Có thể thêm cái dây chuyền mấy cây mà cổ nữa là được thôi. Ừ, chuyến này. Quay về không? Vậy nhá, vậy nhá. Nghe đi, nó tiền thế. Nghe đi. Nghe đi em. Cái này mình phải chua nhanh. Tóc mày khó với em mới được cái tóc à? Tóc mày tốn mực lắm. Tóc tốn mực à? Lần sau tóc bạc đi như đỡ tốt. Như Thái này vẽ là đỡ, đỡ tiền mực. Thoải mái, thoải mái. Không, mày mày mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đâu qua đóng. Dạ, đóng. Anh thả đi đâu rồi? Tìm chỗ vẽ rồi. Này mà vẽ thêm quả bóng bên cạnh bọn tưởng Neymar đấy. Đâu, được rồi.